Chào các bạn ơi, trong mùa dịch bệnh, ngoài việc mình phải thường xuyên đeo khẩu trang nè, rửa tay nè, mình còn phải bổ sung nhiều dinh dưỡng cho cơ thể. Hôm nay cô Dương sẽ hướng dẫn cho các bạn pha một thức uống rất là ngon mà cũng dễ làm. Ngoài ra nó cũng có nhiều dinh dưỡng cho cơ thể, đó là món siro tắc. Để pha được món siro tắc, các con xem cô Dương đã chuẩn bị những nguyên liệu nào nha. Nguyên liệu đầu tiên, siro dâu. Nguyên liệu kế tiếp là quả tắc. Quả tắc các bạn nhớ cắt ra làm đôi. Các bạn có thể dùng dao nhựa để cắt, hoặc các bạn nhờ ba mẹ cắt hộ mình để tránh nguy hiểm nhé. Kế tiếp là nước lọc. Một ít nước đá. Và cuối cùng ly và muỗng. Đây là tất cả nguyên liệu và dụng cụ cô Dương đã chuẩn bị. Nào, bây giờ các bạn cùng xem cô Dương pha siro tắc nhé. Đầu tiên, cô Dương sẽ lấy nửa quả tắc vắt vào ly. Sau đó, cô dùng muỗng vớt hạt ra. Kế tiếp, cô dùng muỗng ăn cơm. Cô Dương đổ vào ly 3 muỗng siro. 1 muỗng. 2 muỗng. 3 muỗng. Kế tiếp, cô Dương cho vào ly 2 muỗng nước. 1 2. Cô dùng muỗng khuấy đều hỗn hợp siro tắc và nước lên. Để món siro tắc được thêm ngon, cô sẽ cho vào ly vài viên nước đá. Siro tắc thật ngon, thật hấp dẫn như cô Dương. Cô Dương chào tạm biệt các bạn.